Ui, trời bông thích thích quá. Wow, em làm đang làm gì thế cho chị chơi với? Em đang chơi bông kít đấy. Ừ. Chị chơi không? Chị có à? Ok, thế bây giờ em với chị đi xem ai ấn được nhiều răng nhất. Được thôi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em sẽ nhanh hơn chị. À mà em ơi, mẹ dặn hai chị em mình ở nhà cho con thỏ ăn đây. Kệ nó, cho nó nhịn một hôm có sao đâu. Chị ở đây chơi mí em. Không được đâu em ơi. Mẹ dặn hai chúng mình ở nhà đến bữa phải cho nó ăn. Kệ nó, cho nó nhịn một hôm có sao đâu mà. Thế em nhịn một hôm không ăn cơm thì em có đói không? Em có, nhịn một bữa đã thấy đói rồi. Thế giống như bọn mình này đó à. Thỏ ấy, đến bữa phải cho ăn chứ không nó đói đấy. Và thế đi, đi. Các bạn thấy mấy chú thỏ có đáng yêu không? Ăn đi nha. Các bạn thấy thỏ nhà mình con nào dễ thương nhá? Mình thấy cả bốn con đều dễ thương luôn. Đây đầy đầy đây. Thỏ ăn đầy nhá, thân lớn. Mình có gặm được không? Ăn đi. Đấy các bạn ạ, thỏ đói thế này mà vừa lẽ chị tôi bảo mình cho thỏ ăn, mình còn bảo cho thỏ nhịn một ngày có sao đâu mà mình nhịn một bữa đã thấy đói rồi. Cho nên là thỏ vẫn như con người thôi, đến bữa phải cho nó ăn nhé các bạn nha. Mày ăn cho nhanh lớn còn chơi với tao nha. Ui, các bạn thấy vịt nhà mình to không?